Sau thành công của sự kiện Ngày hội Việc làm 2020 tại Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, sáng nay Job Fair 2020 tiếp tục được tổ chức tại trường cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh. Sự kiện nhằm mang tới hàng ngàn cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp. Sự kiện có sự tham gia của 20 doanh nghiệp quy mô vừa và lớn. Tại đây các bạn trẻ được lắng nghe những chia sẻ của các chuyên gia là đại diện các doanh nghiệp lớn, đơn vị giáo dục nghề nghiệp về yêu cầu của thị trường lao động. Những cái sự kiện như này tôi nghĩ là các trường cũng như là các doanh nghiệp cũng cần thường xuyên tổ chức. Nhiều công ty về đa dạng về ngành nghề và vị trí tuyển dụng. Đây là cơ hội để cho sinh viên bọn em có thể đi thực tập và làm việc ngay cả khi đang đi học. Sau dịch vừa rồi thì cái cơ hội việc làm của em ít hơn và cái lựa chọn của những cái công ty tốt cũng không còn nhiều nữa. Cho nên là với ngày hôm nay thì nó sẽ là một cơ hội để tụi em có được cái việc làm tốt. Cũng nhân dịp này, trường cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác với 11 doanh nghiệp trong việc đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho sinh viên của trường.